Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn mấy cái cách để mà các bạn có thể scale cái video hoặc là ảnh với phần mềm Filmora 11 nhé. Thực ra cái chức năng scale này nó cũng là đơn giản thôi, nhưng mà nó có làm được nhiều thứ hay ho, giống như kiểu cái intro bạn vừa làm, bạn vừa nhìn thấy. Ok, ở đây là màn hình của mình nhé, đây là cái Filmora 11 và đây là cái ví dụ. Ở dưới này có cái background, nhạc nền, sau đấy là có cái ảnh. Đó, ảnh rồi là mấy cái ảnh thôi, toàn là các cái hiệu ứng scale thôi. Tuy nhiên mình sẽ xóa đi từ đầu nhé. Trước tiên, để mà các bạn có thể scale là kiểu phóng to ấy, phóng to thu nhỏ ấy. Thực ra người ta cũng có thể gọi là zoom ấy. Hiệu ứng zoom thì nó cũng như thế thôi. Tuy nhiên là có nhiều bạn thì sẽ gọi là scale chứ không phải gọi là zoom. Trước tiên mình sẽ có một cái video. Ok, trước tiên kéo một cái video xuống nhé. Đây, kéo một cái video đây, video cô gái đi. Ok, đây là video cô gái đang chơi trên bãi biển. Rất là đẹp, chả biết cái resort ở đâu. Trước tiên nếu mà các bạn muốn phóng to thu nhỏ cái video này, hoặc là scale up hoặc là scale down nhé. Scale up là phóng to lên, hoặc là scale down là thu nhỏ xuống. Thì các bạn sẽ làm như này. Nếu như mà bạn muốn scale cho cả video ấy, thì bạn sẽ kích đúp vào cái video, kích đúp vào cái video ở trên timeline này. Sau đó các bạn đi tiếp đến cái tab gọi là video nhé. Trong cái video này thì bạn sẽ nhìn thấy cái phần transform. Trong cái transform này bạn sẽ có cái phần scale. Ở Filmora ấy thì nó sẽ cho bạn là scale cả video, hoặc là scale theo chiều ngang hoặc chiều dọc, gọi là scale X hoặc là scale Y này. Nếu mà bạn muốn scale cả video ấy thì scale lên thì các bạn kéo cái thanh này. Đó, bạn kéo cái thanh này, thì sau đó bạn có cái số phần trăm bên này nó nhảy. Nếu bạn muốn, hoặc là nếu không bạn có thể nhập vào scale vào 300% chẳng hạn. Bạn enter. Đó, thì cái video nó đã scale phóng to lên 300%. Đấy là cách thứ nhất, scale up đúng không? Còn bây giờ nếu mà bạn muốn scale down, tức là muốn thu nhỏ cái video, thì các bạn làm ngược lại nhé. Bạn có thể kéo cái thanh này, kéo cái thanh scale này nhỏ xuống. Đó, 48% chẳng hạn, ví dụ như thế này. Ok đúng không? Làm một cái video nhỏ như này. Thế còn nếu như mà bạn mà scale theo chiều ngang hoặc chiều dọc ấy, thì các bạn phải chú ý nhé. Nếu mà bạn scale theo chiều ngang thì cái video hoặc cái ảnh của bạn ấy nó sẽ bị giãn theo chiều ngang. Thế là giãn là cái người nó sẽ bè ra. Ví dụ ở đây mình scale theo chiều ngang không nhé. Kéo này. Đó. Đấy, bạn nhìn này. Trông nó rất là kiểu bị dài dài ra ấy. Thế còn chiều dọc đây bạn kéo này. Kéo cái scale X này. Đó. Chân dài. Bạn nào muốn chân dài thì bạn có thể dùng cái scale X này. Kéo một tí. Nhưng mà chú ý là nếu như bạn kéo chân ấy. Kéo chân thì nó sẽ dài cả video luôn. Chứ nó không phải là chỉ dài mỗi cái chân của người ta đâu. Đấy là scale. Còn nếu mà bạn muốn reset nó lại thì ấn như này. Đó, đấy là reset. Ok, đấy là cách thứ nhất cơ bản nhất để scale. Kích vào ok. Thế còn ngoài ra ấy, thì các bạn có thể dùng phím tắt để các bạn bật cái tính năng thuộc tính của video bằng cách là bạn chọn vào video nhé. Sau bạn nhấn phím AL cộng E nhé. AL cộng E thì để nó phím ON cộng E ấy, thì nó sẽ mở ra cái thuộc tính của video và bạn sẽ đi đến video Basic. Sau đó chọn cái transform, bạn cũng có thể scale được. Cách thứ hai tức là mở thuộc tính bằng phím tắt. Còn cái cách thứ ba để bạn có thể scale video, đấy là bạn có thể kích trực tiếp ở trên cái cửa sổ preview. Ví dụ mình sẽ kích trực tiếp ở trên cửa sổ preview như này. Sau đó bạn mình kích vào cái map, tức là kích vào cái góc nhé, bốn góc của cái video, thì để bạn có thể scale to hoặc scale bé, phóng to hoặc thu nhỏ. Ví dụ mình kích vào đây, sau mình kích và mình giữ chuột trái, sau đó mình thu nhỏ lại. Đó, đây là scale nhỏ đúng không? Đây là thu nhỏ. Thế còn trường hợp mà bạn muốn phóng to nó ra mà bạn kéo nó như này, ví dụ bạn kéo nó phóng to nó ra như này mà nó kiểu nó kịch cái khung hình rồi, thì bạn có thể chỉnh lại cái cửa sổ preview ở trên này nhé. Chỉnh lại để cho cái cửa sổ preview nó nhỏ lại thì bạn sẽ có thể phóng to cái ảnh ra và nó dễ dàng hơn. Để mà làm cái việc đấy thì các bạn kích chuột phải này, các bạn chọn zoom level nhé. Sau bạn chọn mình là 10% chẳng hạn. Thì bây giờ cái cửa sổ preview, tức là cái dự án của bạn bây giờ nó chỉ còn 10% thôi. Và bạn có thể kích vào cái góc này, bạn scale to cái video này. Đó, scale. Và nhìn này, nhưng mà nó sẽ scale vào cái chỗ này, kích vào ok nhé. Bây giờ mình sẽ chọn lại fit để nó quay trở lại bình thường. Kích chuột phải, chọn zoom level, chọn fit. Đó, đơn giản đúng không? Đây, ok. Đó, bây giờ cái video nó phóng to lên và nó chỉ nhìn được mỗi cái chỗ này thôi. Đấy là làm cách nào để scale video với cái tính năng scale cơ bản bình thường. Thế còn để xóa thì các bạn có thể kích chuột phải vào video nhé. Bạn chọn delete effect nhé. Nhờ xóa hiệu ứng đi, thì nó sẽ không còn cái hiệu ứng scale nữa. Ok. Đơn giản thôi. Thế
Thế còn tiếp theo là cái mà nó nâng cao hơn một tí thì các bạn có thể dùng keyframe để các bạn phóng to thu nhỏ, tức là dùng keyframe để cho phần scale. Để làm được việc đấy, ví dụ bạn đang play cái video đến chỗ này đúng không? Đến chỗ này và bạn muốn scale to lên thì các bạn có thể thêm cho nó một cái keyframe ở chỗ này, ấn vào cái nút keyframing này nhé. Nút này nó có hiện cái màu vàng ấy, thì cái màu vàng này có nghĩa là nếu như bạn nào mà dùng bản miễn phí ấy, thì bạn sẽ được sử dụng nó trong vòng 3 ngày thôi nhé. Còn bạn nào mà có bản quyền bản kia các thứ thì ok, vô tư, sử dụng mãi mãi không sao hết. Đấy, nếu như bạn nào mà muốn mua bản quyền ấy thì xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả ấy, có mã giảm giá 20% cho các bạn tự mua. Hoặc nếu như là các bạn muốn mình nhờ mình mua hộ ấy thì thông tin mình đặt dưới mô tả luôn, có số Zalo ấy, hoặc email hoặc Facebook ấy tùy bạn. Ok, bây giờ ấn vào đây, ấn vào phần keyframe. Sau khi bạn ấn vào keyframe thì nó sẽ tạo cho bạn một cái keyframe mới ở đây. Nó sẽ nhớ cái vị trí này của video. Sau đó bạn sẽ phải kéo cái kim thời gian lên. Lên hoặc là xuống nhé. Lên, tức là lên về bên phải hoặc là xuống về bên trái. Đấy là tùy. Bạn kéo về bên phải. Sau đó bạn sẽ tăng cái scale ở chỗ này lên. Thanh này nhé. Nó sẽ là animation customize nhé. Sau đó là bạn kéo cái scale này lên. Để phóng to cái video. Kích vào OK. Như vậy là bạn đã dùng cái keyframe để bạn scale up, tức là để phóng to cái video. Đó. Và bạn có thể chỉnh được cái tốc độ của cái việc phóng ở chỗ này bằng cách là giãn cái hai cái keyframe ở trên timeline ra nhé. Nó sẽ chậm đi. Đó. Bây giờ bạn muốn quay trở lại, ví dụ bạn muốn thu nó trở lại bình thường thì bạn lại ép thêm cho nó một cái keyframe nữa ở chỗ này. Sau đó bạn lại kéo cái kim thời gian lên khoảng tầm mấy frame gì đấy. Và bạn có thể ấn vào cái nút reset này nhé. Reset cái scale lại thì nó sẽ quay trở lại bình thường. Đó, và bây giờ để mình kéo nó xa ra một tí cho các bạn dễ nhìn. Đây. Đó. Đơn giản đúng không? Đấy là cho video. Thế còn nếu mà cho ảnh thì bạn làm tương tự. Ví dụ mình sẽ tạo một cái ảnh, kéo một cái ảnh xuống chẳng hạn. Đây, ảnh cô gái này chẳng hạn nhé. Bây giờ mình xóa cái video đi. Thứ nhất là nếu như bạn muốn scale, tức là phóng to cái ảnh này lên. Ví dụ ở ảnh này ở hai bên nó có hai cái viền đen thì bạn muốn phóng to lên, bạn cũng mở là an cộng y để bạn mở cái thuộc tính ra. Sau bạn đi đến phần image nhá. Image là ảnh, sau vào basic và transform. Sau bạn kéo cái thanh scale này lên, to lên. Đó. Như vậy là nó sẽ scale cả cái ảnh luôn ngay từ đầu luôn chứ không có keyframe, keyframe gì cả. Đây, ví dụ play từ đầu. Đó, tràn màn hình ra ngoài đúng không? Bây giờ nếu như bạn muốn là scale bé nó lại nhưng mà bạn không muốn dùng tính năng keyframe thì các bạn có thể cắt cái ảnh ra ở chỗ này. Cắt cái ảnh này ra, sau đó vào kéo cái thanh scale này cho nó bé lại. Bây giờ cái ảnh nó sẽ chuyển từ một cái to sang cái nhỏ như này, đơn giản. Đó. Chứ nó không có cái hiệu ứng kiểu từ thu dần dần từ to sang nhỏ. Đấy là cách thứ nhất để scale ảnh. Thế còn nếu mà cách thứ hai thì giống như là video, bạn cũng có thể add keyframe cho nó. Ví dụ ở đây, ở đầu, đúng không? Ở đầu đang là cái này đang to như thế này. Bạn muốn thêm cho nó một cái keyframe, bạn nhấn vào nút này để thêm keyframe. Và bây giờ nó sẽ nhớ điều cái điểm thứ nhất của cái ảnh. Ở đây là scale 133%. Bạn kéo cái kim thời gian lên một đoạn, sau đó bạn có thể scale bé nó lại, thu bé lại. Đó, thu nhỏ cái ảnh này lên. Ok, như bây giờ là có cái hiệu ứng scale nhưng mà có thêm keyframe play. Đó. Bây giờ nếu mà bạn muốn lại từ đây, bạn muốn scale to nó ra thì bạn lại thêm cho nó một cái keyframe. Và bạn kéo kim thời gian lên khoảng tầm vài frame gì đấy. Rồi thích phóng nó lên bao nhiêu phóng nó to lên này luôn. Nhìn cho nó vừa thấy mặt, vừa thấy môi luôn. Đây là play lại nhé. Đó, đấy là ảnh. Thế còn keyframe ấy thì các bạn có thể sử dụng cho cả phần xoay, rồi là phần gọi là vị trí nữa, rồi kể cả opacity các thứ nữa thì cũng được. Nhưng mà riêng cái video này thì nó sẽ về phần scale thôi. Đấy là làm nào để scale video và scale ảnh với Filmora 11. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn ấy. Còn nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào các bạn có thể comment bên dưới và nhớ đăng ký và subscribe. Nhớ subscribe và xem thêm các video khác ở trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.